Tôi lại có dịp để mà có thể gặp lại các cô chú và anh chị, cũng như là chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà cũng tương đối là thường gặp ở trên cái người đái tháo đường nói riêng và cái người mà tuổi trung niên trở lên nói chung. Đó là cái hiện tượng phù chân ở trên người bệnh đái tháo đường. Phù chân là cái nguyên nhân thường gặp khiến cho người bệnh đi khám. Thì đối với trường hợp phù chân á, mọi người sẽ thấy là chúng ta dùng một cái ngón tay chúng ta ấn lên trên cái da thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra. Chúng ta sẽ thấy là da nó bị lõm vào và khi buông ra thì cái da nó sẽ trở lại vị trí căng bóng như vậy. Chúng ta nhìn thấy nó căng và nó bóng lên, phản chiếu cái ánh sáng. Thì những trường hợp này là những trường hợp phù chân rồi và cô chú anh chị nên đi khám và hỏi ý kiến bác sĩ của mình. Người bệnh khi bị phù chân sẽ cảm thấy những triệu chứng như thế nào? Cái điều mà khiến cho cô chú và anh chị chú ý đó chính là chúng ta mang giày thấy chậm vào như khi nãy tôi nói thì là thấy da thụng xuống. Mình thấy mắt cá của mình nó cũng no ra luôn, nó cũng căng ra chứ nó không có như bình thường. Nên đó chúng ta cảm thấy tê chân và giảm cảm giác, thì đó là những cái triệu chứng mà báo động cho chúng ta biết là chân mình đang bị phù. Cái việc mà đứng lên bàn cân cân lại trọng lượng của mình và so sánh trước đây á, thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta phù hay không và phù thì phù này là nhiều hay là ít. Cô chú và anh chị phù mà có kèm theo tăng cân nhanh đó thì chúng ta biết ngay là có những cái vấn đề tương đối là nghiêm trọng xảy ra ở đây rồi. Ví dụ như tôi có những cái bệnh nhân là họ đã bị hội chứng thận hư, tức là một dạng bệnh lý thận, và một ngày nào đó họ thấy là cái mắt của họ sưng ra, mí mắt sưng ra, mặt bắt đầu no ra, chân phù lên và đã cân lên thì thấy là mình tăng 3-4 kg. Thì đó là tình trạng phù do bệnh lý của thận. Cái thứ hai nữa là phù do suy tim. Phù do suy tim thì xuất hiện như thế nào? Phù trong tình trạng suy tim cũng là phù hai chi dưới ha. Nhưng nó kèm theo là người bệnh sẽ có triệu chứng khó thở. Lý do là bởi vì chẳng những phù ở chân mà nước còn xuất hiện ở trong cái khoang màng phổi và khiến cho cái việc hô hấp trở nên khó khăn. Do đó người bệnh thường thường là phù hai chân đi kèm với tình trạng khó thở, và cái tình trạng khó thở này nó đặc biệt nặng lên khi mà họ ngồi. Phù do xơ gan thì như thế nào? Thì phù trong xơ gan thường thường là phù hai chân đi kèm với tình trạng bán bụng. Như người bệnh phù cả hai chân á, thì thường gặp phổ biến nhất là chúng ta bị suy van tĩnh mạch. Đái tháo đường là một cái bệnh lý gây lão hóa nhanh chóng. Các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều mau chóng bị lão hóa hết nếu đường huyết không kiểm soát tốt. Khi đường huyết không kiểm soát tốt thì mắt chúng ta mờ đi nhanh chóng, khớp chúng ta mòn đi nhanh chóng, van tĩnh mạch cũng yếu đi nhanh chóng và tình trạng suy van tĩnh mạch xuất hiện sớm hơn so với người bình thường. Một bệnh lý nội tiết khác cũng có thể gây phù, đó là suy tuyến giáp, hay gặp trên những người bệnh có bướu giáp hoặc là những người có bướu giáp mà đã từng phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Một số thuốc mà cô chú và anh chị sử dụng cũng có thể gây phù. Thường thường đó là những cái thuốc hạ áp, ví dụ như là cái viên amlodipine hoặc phù một bên ha. Ví dụ như là tôi đã gặp một cái vị bệnh nhân là bác cũng đã tuổi cao rồi, hơn 80 tuổi. Chân bên trái thì không sao hết nhưng mà chân bên phải thì lại sưng phù và đau. Thì một trong những nguyên nhân đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó chính là tắc tĩnh mạch. Bây giờ không còn là suy van tĩnh mạch nữa mà là hiện tượng tắc tĩnh mạch, và chính cái tình trạng tắc tĩnh mạch đó làm cho cái ứ động máu huyết ở một bên chân và khiến cho chân bên đó bị sưng. Và kèm theo đó là nóng, đỏ và đau, trong khi cái chân còn lại hoàn toàn bình thường. Một nguyên nhân khác gây phù một bên đó là gút ha. Gút thì thường thường là nó sẽ gây sưng đỏ, nóng, đau
ở các cái khớp lớn, đặc biệt là khớp bàn ngón một, tức là khớp ngón cái á, nó sẽ sưng đỏ, nóng đỏ khu vực này, và khi mà nó qua giai đoạn cấp thì nó sẽ để lại những cái hạt gọi là hạt tô phi, gây biến dạng bàn chân. Cái chủ đề ngày hôm nay đó thì chúng tôi muốn nói rằng phù có thể là một cái triệu chứng cũng khá là phổ biến và thường gặp, và 70-80% là do suy tĩnh mạch. Tuy nhiên phù nó có thể là dấu hiệu báo động một cái bệnh lý nghiêm trọng hơn mà trước đây chúng ta chưa nhận ra được, ví dụ giống như là suy thận, suy tim hoặc là xơ gan. Và do đó mà khi thấy phù chân, cô chú và các anh chị nên gặp bác sĩ để thông báo về triệu chứng của mình. Việc thứ hai là khi mà phù chân thì cô chú các anh chị nên để ý xem là mình phù một bên hay là phù cả hai chân, và cái trọng lượng cơ thể của mình có tăng hay không. Và đó là những cái chỉ dấu rất là quan trọng để giúp cho bác sĩ có thể tìm ra được nguyên nhân. Và cái điểm thứ ba nữa đó là cái việc thay đổi lối sống, như là chúng ta giảm cân đối với những người thừa cân béo phì, chúng ta đi bộ, tập thể dục, là những cái biện pháp để giúp điều trị suy tĩnh mạch rất là đơn giản và có thể dễ thực hiện. Chúng ta có thể giữ được đôi chân của chúng ta vừa thon thả vừa khỏe mạnh, và tránh được những cái khó chịu của phù chân.